Thưa quý vị, theo truyền thống của các nước phương Tây thì ngày của mẹ được quy định là ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5. Và vào ngày này thì những người con cùng người chồng sẽ chuẩn bị một bữa tiệc đặc biệt với thiệp hoa và sô cô la để có thể dành tặng cho những người phụ nữ của gia đình. Và theo đó thì năm nay ngày của mẹ sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 5. Tại Trung Quốc thì nhiều mặt hàng trong đó có hoa tươi đã tăng giá do nhu cầu mua làm quà tặng để cho tặng trong dịp ngày lễ này. Càng đến gần ngày của mẹ, giá hoa tươi tại các cửa hàng ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc liên tục tăng. Năm nay, hoa cẩm chướng và một vài loài hoa khác được người tiêu dùng chọn lựa nhiều nhất. Nhiều đơn hàng hoa tươi đã được đặt từ đầu tuần, đến thứ Bảy thì lượng đơn dồn dập. Một nhân viên cửa hàng hoa tươi cho biết hoa cẩm chướng bán chạy nhất ở đây với khoảng gần 100 đơn hàng. Tại Thượng Hải, hoa tươi cũng tăng giá nhanh chóng. Giá đã tăng khoảng 30-35% so với năm ngoái. Thông thường, hoa cẩm chướng sẽ có giá khoảng 1,5-2 tệ một cành, nhưng giờ giá đã tăng lên 3-4 tệ. Cùng với hoa tươi, bánh ngọt cũng được nhiều người chọn mua để thể hiện tình cảm với mẹ. Hiện có ít nhất 96 quốc gia đã ấn định ngày của mẹ vào tuần thứ hai của tháng 5, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore, Australia, Canada, Brazil, Đức, Malaysia. Ở mỗi quốc gia, ngày của mẹ được thể hiện theo nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn mang ý nghĩa tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn đến người mẹ.